máy cắt sắt này, máy cắt nhôm của Hu Can. Cái đợt này em về có rất là nhiều mã các bác ạ. Đấy, bên này sẽ là hai cái mẫu máy cắt nhôm này, bên này thì sẽ là mẫu cắt sắt bàn. Cắt sắt bàn thì cái đợt này em có cả màu xám và màu vàng nhá. Cái bộ này hàng mẫu mới nó sẽ là màu xám đây các bác ạ, sẽ là màu xám cho em, và con này thì giá cực rẻ luôn, có 1.450.000 thôi. Còn các bác mua cái màu vàng thì nó sẽ là 1.600.000, cái màu vàng thì nó sẽ là hàng đời đầu và màu xám thì nó sẽ là hàng cái đời mới bây giờ. Đấy, hàng ngon bổ rẻ cho các bác này. Con này công suất cực đại này, lên tới là 2.500W, và trọng lượng của con máy cắt sắt này nó sẽ lên tới là 12,5 kg. Đấy các bác nhìn cho em cái bàn của nó này, cái bàn cắt của nó rất chi là dày dặn đẹp và chắc chắn như thế này nhá. Hàng công ty, hàng chính hãng các bác ạ. À, con này thì sẽ có logo dập nổi này, các bác sử dụng là lưỡi cắt phi 355. Đấy, máy này thì sẽ được tặng kèm thêm một cái viên đá cắt sắt như thế này cho em nhá. Hôm nay bác nào mà chốt cái mã này, các bác gọi cho em là máy cắt sắt bàn của Hu Can loại màu xám, loại 2.500W. Và mức giá em bán tặng chỉ có 1.450.000 thôi. Mức giá phải nói rằng là rẻ bất ngờ luôn. Còn bên này thì sẽ là hai cái mẫu máy cắt nhôm này, hai cái mẫu máy cắt nhôm thì là nó sẽ có hai cái mẫu kích thước to bé này. À, cái mẫu này sẽ là kích thước to. Đấy, kích thước to là các bác sẽ sử dụng lưỡi 255 đấy ạ. À, các bác nhìn xem cái bàn cắt của nó này. Đây, ở đây những cái này nó đều là khắc nổi hết nha các bác nha. Sử dụng không bao giờ lo bị mờ như những cái loại sản phẩm hàng kém chất lượng các bác mua ngoài thị trường đâu. Máy này sẽ được tặng thêm một cái lưỡi cắt nhôm cho các bác này, lưỡi 255 này. Con này có model là HKMS0255CR. À, bác nào mà chốt cái mã này thì gọi cho em là máy cắt nhôm Hu Can mã 0255. Đấy, gọi tắt cho em mấy cái số này là ok nha. Con này sẽ được bảo hành chính hãng là 6 tháng trên toàn quốc các bác nha. Đấy, con này thì giá chỉ có 1.450.000 thôi. Cái hàng này nó sẽ là cái hàng máy to. Đấy, công suất của nó sẽ là 1.650W này. Máy thì là xài điện trực tiếp 220V cho em. Các bác muốn mua những cái hàng mà vừa tiền hơn thì các bác lấy sang cái mẫu bên trong này. Mẫu bên trong này thì nó sẽ thiết kế nhỏ gọn hơn này, nhỏ gọn hơn cho em. Con này nó cũng là logo dập nổi các bác này, đi theo một cái đĩa cắt nhôm cho các bác. Cái loại này thì nó sẽ sử dụng đĩa 25,4 nha các bác nha, 25,4 mini. Đây, model của máy này HKMS210S. Đấy, được bảo hành toàn quốc 6 tháng, hàng chính hãng, hàng công ty. Con này có công suất là 1.500W và giá em bán tặng các bác ngày hôm nay là 1.400.000 đồng. Mức giá phải nói rằng là siêu rẻ, giá rẻ bất ngờ luôn. Và có nhiều sự lựa chọn cho các bác này. Các bác lựa chọn tùy theo túi tiền. Mình ưng ở cái phân khúc nào thì mình có thể nhanh tay đặt hàng sớm là mình có đơn hàng thành công các bác nhá. Thân máy thổi lá của Hu Can, cái mẫu màu vàng này thì phải nói rằng là cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác nhá. Đây, với cái sản phẩm sẽ theo cho các bác là hai cái ống thổi này. Đấy, một ống thổi to và một ống thổi nhọn như thế này này các bác này. Đấy, các bác sử dụng mình thích dùng cái ống nào thì mình lắp cái ống đó vào nha. Kèm thêm cho bác hai cái ống thổi như này thì nó quá là tiện lợi luôn. Và hàng này thì sẽ là hàng chabi phổ thông này. Thân máy thì phải nói rằng là siêu to khổng lồ luôn. Cái máy này thì các bác dùng đi thổi lá thì phải nói rằng là mạnh như vũ bão luôn các bác ạ. Mà hôm nay với một cái thân máy to đẹp như thế này mà giá thì chỉ có 600.000 đồng thôi. Đấy, giá rất chi là rẻ và gửi tới tận tay tất cả các bác khách hàng nhà em. Bác nào ưng cái mã này nhớ gọi cho em là thân máy thổi lá của Hu Can loại màu vàng. Đấy, cái này nó là hàng chân bi phổ thông nên là về các bác cứ lắp vào cho những quả pin chân bi phổ thông như này này. Chân bi phổ thông như này là các bác dùng. Đấy, pin 10 cell, 15 cell hay là pin 20 cell là sẽ lắp vừa luôn. Thì các bác chốt đơn nhớ gọi cho em đúng mã nhá. Cứ gọi cho em là thân máy thổi lá của Hu Can loại màu vàng. Cái màu vàng này giá 600.000, ngoài ra em còn có cả loại màu xám. Cái màu xám thì mức giá nó sẽ rẻ hơn, cái thân máy nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, còn các bác cứ lấy cái màu vàng này thì nó sẽ siêu to, siêu mạnh luôn các bác nha. Máy cắt rãnh tường loại 2 lưỡi này các bác ơi, mẫu máy cực đẹp luôn. Với cái bộ sản phẩm này các bác nhận về sẽ đầy đủ nguyên bộ này. Có máy này, có bơm nước này, có tay cầm tay mở này, và kèm thêm cho các bác là hai cái lưỡi cắt nha. Lưỡi cắt này sẽ là lưỡi cắt 133 các bác ạ. Đấy, và hôm nay thì với bộ sản phẩm rất là đầy đủ như thế này mà giá thì chỉ có 1.800.000 thôi các bác nha. Mẫu máy rất chi là đẹp và chắc chắn luột là từ A đến Z luôn. Các bác sẽ sử dụng xài điện trực tiếp 220V và công suất của máy sẽ là hàng công suất cực đại 2.500W nha. Em sẽ quay cho các bác nhà mình cái thông số của máy này. Đây, các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật của máy nha. Công suất rất chi là mạnh luôn này các bác ơi. 2.000 là... Đây, cái mẫu này công suất của nó sẽ là 2.200W các bác nha.
Đấy, tất cả những cái thông số kỹ thuật này các bác có thể chụp màn hình lại để mình có thể tham khảo kỹ cái mẫu sản phẩm này. Đây, đẹp luột là chưa các bác? Mẫu mã rất chi là đẹp luôn. Với cái mã sản phẩm này thì em đã gửi tới tay rất là nhiều các bác thợ chuyên nghiệp rồi. Các bác sử dụng cái cắt rãnh tường của này là quá là ok, tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy các bác. Giá rẻ mà mẫu mã thì đẹp và chắc chắn cho em. Mức giá chỉ có 1 triệu 800 nghìn các bác nha. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là máy cắt rãnh tường 2 lưỡi, máy màu đỏ. Loại giá là 1 triệu 800 ngàn đồng. Đấy, các bác đặt hàng thì các bác lên đơn cứ gọi cho em đúng tên sản phẩm như vậy, đúng giá tiền như vậy là nhân viên em sẽ chốt cho các bác chuẩn chỉnh luôn, đúng cái mã sản phẩm này, gửi ship tận nhà các bác nha. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em là được ok ạ. Hôm nay em mới về một cái lô hàng mới thương hiệu chính hãng của Hukan nha các bác nha. Bộ máy khoan pin Hukan HK533BL, một cái mã sản phẩm truyền thống mà đã được rất là nhiều các bác khách hàng đã tin dùng đón nhận và sử dụng rồi. Các bác phản hồi chất lượng thì rất là tốt các bác ạ. Và cái đợt này thì sẽ về mẫu mới nha, với thiết kế máy thì rất chi là đẹp luôn. Và hôm nay có một cái chương trình sale bán tặng với mức giá phải nói rằng là siêu rẻ để gửi tới tất tay tất cả các bác khách hàng. Ngày hôm nay chọn bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho em một thân máy 2 pin và một sạc như thế này, dòng pin châu pin 10 cell nhá, chân pin phổ thông này, sạc thì sẽ là sạc bàn và sạc nhanh luôn. Con máy này sẽ thiết kế là đầu 13 ly đầu kim loại như thế này, các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại này, và em sẽ thử cho bác xem là cái đợt này á, cái đầu máy này nó có phải là đầu khóa trục hay là không nhá. Cái dòng này đầu 13 ly cho nên là các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại cho em. Và con máy này thì sẽ có 3 chức năng. Có chức năng búa để hỗ trợ khoan đường cho em này. Đó, và đây, đầu máy 13 ly, đầu auto lock và có khóa trục đây này các bác này. Có khóa trục nha. Hàng có khóa trục luôn. Điều chỉnh là 2 tốc độ trên lưng máy như thế này. Logo dập nổi này. Máy có đảo chiều này. Điều chỉnh 20 cấp độ trượt, có 2 tốc độ nhanh chậm và máy thì sẽ có 3 chức năng. Đây sẽ là một bộ máy khoan đa di lăng luôn nha các bác. Các bác sử dụng bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều ok hết luôn nha. Hôm nay chốt đơn mã này thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan 533. Với mức giá em sale bán tặng cho các bác là 1 triệu 050 ngàn. Với cái mức giá rẻ, giá ưu đãi cho cái lô hàng mới về thì em sẽ dành tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên. Khi mà các bác chốt đơn mã này thì mình sẽ mua được cái mức giá rẻ. Còn khi mà sang bác thứ 11 rồi thì cái mức giá sẽ quay trở về với giá thị trường nha, thì nó sẽ cao tiền hơn. Cho nên là bác nào mình đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em để sở hữu cái mã sản phẩm này luôn nha. Và đặc biệt này, cái đợt này em về được một ít cái pin của Drama nữa. Pin Drama hàng chính hãng là hôm nay em sẽ lên cho bác là mã pin 15 cell và pin 20 cell. Đầu tiên thì các bác lên cho em mã này là dòng pin 15 cell này, pin châu 15 cell của Drama. Thiết kế có đèn báo pin, hàng cho pin phổ thông như thế này. Pin phải nói là dòng pin cực châu luôn. Hàng cho pin phổ thông các bác lắp vừa cho tất cả các loại thân máy, thân đèn, thân quạt, những cái dòng thân chân pin phổ thông là các bác lắp vừa. Hôm nay chốt mã này gọi cho em là pin 15 cell của Drama, giá em bán tặng các bác chỉ có 270.000 nhá. 270.000 cho cái quả pin 15 cell như thế này. Còn bên này sẽ là pin 20 cell này. Đây, pin 20 cell đây các bác. Hai cái mã này đều là hàng chơi pin phổ thông nha, và sẽ đều có đèn báo pin cho các bác thì mình luôn. Dòng này là pin 20 cell này. Pin 20 cell thì chỉ với mức giá có 499.000 thôi các bác. Dòng này nó cũng sẽ là chân pin phổ thông và có đèn báo pin. Đấy, phải nói rằng là siêu đẹp luôn. Các bác lựa chọn cho em nha. Một là pin 15 cell, hai là pin 20 cell như thế này. Hàng công ty và hàng chính hãng của Drama. Với những cái quả pin này, pin 15 cell, pin 20 cell mà thật sự luôn, ngày hôm nay các bác sẽ mua được cái mức giá rẻ ngang với pin 10 cell mà các bác mua ngoài thị trường. Số lượng em về là cũng không có nhiều đâu, cho nên là bác nào ưng cái mã này thì mình có thể nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nhá. Không mình cứ suy nghĩ này, quay ra quay vào đến lúc về sau mình quay lại đặt hàng thì nó hết hàng thì rất là đáng tiếc các bạn. Hôm nay thì em còn về những cái con máy cắt nhôm của Hukan này. Bên này sẽ là những cái con máy cắt nhôm. Có hai model để em gửi tới các bác nhá. Đầu tiên các bác lên cho em cái model này. Cái model này thì ở trong này, trong hộp nó sẽ có những cái phụ kiện như này, tay mở này, túi đựng bụi này cho các bác này. Đấy, phụ kiện như này đi theo nha. Và con này nó sẽ có màu đen đây này. Màu đen cho em là HK MF0255CR. Đấy, con này công suất 1650W nha. Và đây sẽ là cái mẫu máy của nó này. Máy phải nói rằng là bao đẹp luôn. Hàng công ty, hàng chính hãng các bác nhá. Con này nó sẽ theo một cái lưỡi cắt đây này. Đấy, ở trong này là sẽ theo cho các bác một lưỡi cắt nhôm nha.
Đó. Logo dập nổi của Hukan như thế này này. Logo dập nổi của Hukan. À, cái mã này hôm nay mới về hàng cho nên là em chưa xem qua giá đâu. Thì các bác có thể liên hệ nhà em. Các bác bảo là gửi cho anh cái con máy cắt nhôm. À, đây đọc cho em đúng cái model này nhá. Đúng model cho em nè. 255CR. Máy cắt nhôm model mã 255CR cho em. Đấy, cái model của nó thì rất là dài, chắc là các bác sẽ không nhớ hết, nhưng mà các bác chỉ cần gọi tắt cho em cái số ở trên này. Đấy, gọi cho em mấy cái số cuối này này, 255CR nhá. Gọi cho em là máy cắt nhôm Hukan mã 255CR, để nhân viên nhà em sẽ biết là các bác đang hỏi về cái mã này, để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cụ thể và sẽ báo giá chính xác cho các bác. Một lát nữa khi mà kết thúc cái video này thì em sẽ cân đối giá để gửi tới các bác một cái mức giá rẻ nhất, giá ok nhất thị trường các bác nhá. Cái mã này là mã 255CR này. Bên này em sẽ còn có cái mã này nữa này. Cái mã này thì cái máy của nó sẽ nhỏ gọn hơn nhá. Mã này có model là HKMS210S. Đấy, con này công suất là 1500W, tức là cái dòng này thì máy nó sẽ nhỏ hơn, công suất của nó sẽ thấp hơn một chút nhá. Tuy nhiên thì cái mẫu máy của nó rất là đẹp luôn, các bác nhìn cho em này. Đây, từ những cái bàn cắt của nó này, dày dặn đẹp và chắc chắn lắm các bác. Hàng logo dập lửa của Hukan như thế này. Con này nó cũng được tặng kèm thêm một cái lưỡi cắt luôn nha. Tặng kèm các bác một lưỡi cắt luôn. Đấy, nào, chốt mã này các bác gọi cho em là máy cắt nhôm của Hukan mã 210S nha. Mã đọc cho em mấy cái số cuối thôi là được. Mã 210S cho em này. Đấy, em quay chi tiết cho các bác thêm một lần nữa về cái mẫu này nhá. Trong này thì trong hộp nó sẽ có phụ kiện này. Đấy, các bác nhận về là sẽ có máy và trong hộp này thì sẽ có những cái phụ kiện như thế này. Đấy, phụ kiện như này đi theo này các bác này. Đấy, có những cái phụ kiện như này. Hàng công ty, hàng chính hãng, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Các bác chốt đơn chỉ cần đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là ok, là sẽ có đơn hàng thành công nhá. Hay bên em còn vài cái bộ máy khoan bi 13 ly màu xanh của Mazda hàng chính hãng như thế này. Đây em sẽ mở cho các bác nhà mình xem này. Trong cái bộ sản phẩm này các bác nhận hàng về thì nó sẽ có rất là đầy đủ luôn. Và cái mẫu máy thì cái đợt này nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây sẽ là một con máy khoan đa chức năng luôn. Các bác nhìn cho em này, sản phẩm đầy đủ theo một thân máy, hai pin và một sạc như thế này. Dòng sạc của nó sẽ là sạc bàn này, pin là pin trâu, pin 10 xe và chân pin phổ thông. Đi theo có một cái tay cầm như thế này. Và bây giờ thì em sẽ lắp pin vào đây để thử máy cho các bác nhà mình được cùng xem nhá. Cái dòng này nó sẽ là dòng 3 chức năng các bác ạ. Đây này, 3 chức năng, có chức năng búa khoan tường này, điều chỉnh 20 cấp độ trượt nha. Đầu máy sẽ là đầu 13 ly tự xiết. Và con máy này thì sẽ sử dụng làm motor từ không thổi than. Hàng đa chức năng này phù hợp với rất là nhiều các bác thợ này, phù hợp với rất là nhiều ngành nghề. Đấy, và ngày hôm nay thì em sẽ sale tặng cho các bác nhà mình với mức giá phải nói rằng là rẻ như cho luôn. Bác nào ở nhà có sẵn pin rồi mình mua thân máy nhá. Pin này sẽ là pin phổ thông cho nên là nhiều bác ở nhà có pin sạc rồi thì mình mua thân máy này. Thân máy thì sẽ không theo vỏ hộp thì giá của nó chỉ có là 499 ngàn thôi. Nhưng mà bác nào mình chưa có pin thì mình sẽ mua nguyên bộ như thế này, nguyên hộp như thế này thì giá chỉ có 799 ngàn. Với mức giá phải nói rằng là rẻ bất ngờ luôn, để em gửi tặng tới tất cả các bác và sẽ hỗ trợ là miễn phí ship hoàn toàn trên toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Nếu mà chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda nhá. Các bác nhớ này, mình mua phân khúc thân máy hay là chọn bộ thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em là mình sẽ có đơn hàng thành công các bác. Hukan đợt này ra rất là nhiều các mã sản phẩm mới với những cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, máy phải nói rằng là bao đẹp và giá thì siêu rẻ luôn các bác ạ. À, hôm nay thì em sẽ chi tiết các bác này, đây là hai cái mẫu máy thân máy nhá, đây là thân máy đầu 10 ly và em sẽ gửi tới các bác nhà mình hai mẫu đầu tiên thì các bác tham khảo cho em cái mẫu này là mẫu đầu quýt này. Hai cái mẫu này nó đều là đầu 10 ly nhưng mà nó sẽ có hai mẫu đen. Đây các bác nhìn cho em. À, mã đầu quýt thì là các bác sẽ tháo riêng được cái đầu 10 ly này ra nhá. Còn cái mã này thì sẽ đây, đây là đầu quýt này, còn cái bên này thì cái mã này thì nó không phải đầu quýt thì nó sẽ là đầu chuyên khoan, đầu 10 ly và có hai mẫu đen. Cái mã chuyên khoan này mẫu đen của nó sẽ là 1065. Còn cái mã đầu quýt này sẽ có mã là 1155 nhá. Bây giờ em sẽ thử cho bác này. À, với cái mã đầu quýt này đây em sẽ thử cho các bác nhà mình xem. Đây các bác có thể tháo rời được. Đấy, khi mà các bác tháo rời cái đầu máy ra. Đấy, tháo rời cái đầu máy này ra thì đây nó sẽ là đầu chuyên vít nha. Là các bác sẽ thành một con máy chuyên vít. Và khi các bác lắp cái đầu này vào. Rồi nào, đây em sẽ lắp cho các bác xem. Đấy, lắp cái đầu máy vào thì nó sẽ là thành cái đầu khoan, được chưa ạ? Đấy, rất là xịn sò luôn. Đấy, và nó sẽ là hàng chân pin phổ thông như này cho em nha.
cực kỳ là mạnh luôn. Và máy sẽ có 3 chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa, điều chỉnh là 20 cấp độ trượt như này. Màu xám xi măng pha với màu đen cực kỳ là sạch sẽ, đẹp và sẽ bao xà cho tất cả anh em thợ là công trình nha. Hôm nay thì với một cái thân máy khoan 10 ly gọi là 2 trong 1 như thế này, hàng logo dập nổi và chính hãng của Hukan, điều chỉnh là 2 tốc độ nhanh chậm ở trên lưng máy như thế này, mà với mức giá chỉ có là 490.000 đồng thôi, 490.000 đồng thôi, để các bác có thể tham khảo và mua được một cái thân máy khoan bi của Hukan hàng chính hãng. Nếu mà hôm nay bác làm một chốt cái thân máy này, các bác gọi cho em là thân máy khoan pin 10 ly của Hukan lại đầu quýt. Đấy, cái màu đen của nó thì rất chi là dài nhá, màu đen thì gọi tắt là 1155. Các bác cứ gọi cho em là máy đầu quýt thì là bên em sẽ biết là cái mã này để gửi cho các bác đúng cái mã này nha. Và giá thân máy thì chỉ có là 490.000 đồng thôi, miễn phí ship trên toàn quốc để gửi tới tận tay tất cả các bác khách hàng. Bác làm một chốt thì nhớ gọi cho em là thân máy Hukan 10 ly loại đầu quýt nha. Thân máy thì sẽ chưa kèm theo pin và sạc. Ở nhà anh em mình có pin sạc sẵn rồi thì mình sẽ mua những cái thân máy này về mình xài. Cái thân này là thân đầu quýt này. Còn sang cái thân máy bên này thì nó sẽ không phải là đầu quýt mà nó sẽ là cái đầu 10 ly. Đấy, đầu quýt hay là đầu 10 ly thì nó vẫn sẽ là đầu kim loại các bác ạ. Đầu kim loại 10 ly, đầu auto lock. Và là sẽ có khóa trục luôn các bác nha. Hàng có khóa trục luôn cho em. Đấy, cái bên này nó không phải là đầu quýt thì là các bác sẽ sử dụng chuyên khoan. Nó sẽ là đầu kẹp 10 ly, đầu auto lock có khóa trục. Và hai cái mã này nó sẽ đều là sử dụng motor từ không chổi than, hàng chân pin phổ thông và đều có 3 chức năng, rất là tiện lợi cho em nhá. Cái mã này nếu mà các bác chốt thì giá của nó chỉ có 450 thôi. Cái mã này thì nó sẽ không rút ra rút vào nha. Màu đen của nó sẽ là 1065. Đấy, chốt mã này thì các bác gọi cho em là thân máy khoan pin 10 ly của Hukan màu xám, mã 1065, với mức giá chỉ có 450.000 đồng trên một cái thân máy này, và vẫn là hàng chân pin phổ thông cho em. Và các bác cứ lắp vào pin phổ thông là các bác xài thôi. Đây sẽ là hai cái mẫu thân máy đầu 10 ly. Còn các bác mà muốn sử dụng hàng cao cấp hơn, mạnh hơn, khỏe hơn thì các bác lấy cho em cái thân 13 ly nhá. Thân 13 ly cái mẫu này là mã Z1800 này. Cái thân máy này cũng là hàng chân pin phổ thông này. Cái thân 13 ly thì sẽ theo cho các bác một cái hộp nhựa đựng máy đẹp và chắc chắn như thế này, có tay cầm luôn này. Đấy, với hai cái mẫu thân 10 ly thì hộp của nó sẽ là hộp giấy nha. Còn khi mà các bác lấy sang cái thân mẫu 13 ly thì sẽ là hộp nhựa. Và thân máy 13 ly này sẽ có model là Z1800. Và giá thân máy gửi tới tay tất cả các bác chỉ với mức giá 1.280.000 đồng. Cái này thì nó sẽ có một cái lực siết cực mạnh luôn. Lực siết lên tới là 120 N. Đấy, các bác có khả năng rút loại bê tông được nha. Máy 3 chức năng luôn này. Và sử dụng đầu auto lock 13 ly có khóa trục. Và máy sẽ là sử dụng là motor từ không chổi than cho em. Hàng sót kho giá rẻ cho các bác nha. Đây, hôm nay là bên em bị sót kho một cái thùng pin 15 cell các bác ạ. Cái thùng này nó có khoảng tầm độ 40 quả nha các bác. Một thùng nó sẽ là 40 quả. Đây, đây sẽ là những cái quả pin cực trâu luôn các bác nha. Pin 15 cell này, pin của Mazda hàng chính hãng, pin 21V cho em. Đây, các bác nhìn này, có đèn báo pin nha. Rất là xịn sò luôn. Hàng chân pin phổ thông các bác ạ. Hàng chân pin phổ thông. Hôm nay thì với một cái quả pin châu 15 cell như thế này, nhưng bên em sẽ có một cái chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Bình thường là với một quả pin châu 15 cell ngoài thị trường thì các bác mua với mức giá rất là cao tiền. Nhưng ngày hôm nay do là bên em còn sót kho, nó có đúng một thùng thôi, nên là em sẽ sale bán là vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng các bác nha. Với mức giá thật sự luôn là cam kết khẳng định các bác, pin 15 cell nhưng mà giá thì sẽ rẻ hơn pin 10 cell cho các bác luôn. Với một quả pin cực trâu như thế này cho em, hàng chân pin thông dụng, về các bác sẽ lắp vừa được hết tất cả các loại thân máy mà chân pin phổ thông được, mình sẽ lắp vừa nha. Các bác mà chốt cái mã này này, các bác lên đơn gọi cho em là pin 15 cell của Mazda. Với mức giá em bán tặng chỉ có 250.000 đồng. 250.000 đồng thôi mà các bác có thể sở hữu được một quả pin cực trâu xịn sò như thế này. Đây, quả nào cũng như quả nào các bác nha. Rất là xịn sò luôn. Hàng pin châu, pin khủng mà giá cực rẻ, giá cực bèo luôn cho em. Đây, bác nào chốt thì mình nhanh tay nha. Số lượng là có hạn nha. Em chỉ có đúng một thùng duy nhất thôi. Với cái quả pin này thời điểm trước là em vẫn gửi các bác giá là 400.000 ạ.
ngày hôm nay mua được mức giá 250.000 đồng. Thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng sớm các bác nha. Những bác nào mà mình đang trực tiếp theo dõi được cái video này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại ở phần tiêu đề để mình có thể tham khảo cái sản phẩm này với mức giá 250.000 đồng. Số lượng có hạn nên là bác nào nhanh tay là sẽ có, chậm chân chậm tay là hết cơ hội các bác nha. Pin 15 cell mà thật sự luôn, giá rẻ hơn cả pin 10 cell luôn. Bác nào nhanh tay thì mình hãy đặt hàng sớm khi số lượng hàng vẫn chưa hết. Và tới đây bên em sẽ có rất là nhiều những cái chương trình sale hàng giảm giá, giá cực khủng luôn. Các bác mà quan tâm về máy móc này, dụng cụ đồ nghề thì các bác hãy nhanh tay mình bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên, để khi nào bên em có những cái chương trình sale thì các bác sẽ nhận được thông báo sớm, mình sẽ có nhiều cơ hội được mua hàng giá rẻ nha các bác nha. Các bác ơi, hôm nay kho bên em còn là vài thùng máy cắt cầm tay của Daken nha các bác nha. Hàng chính hãng của Daken. Đây, cái mẫu máy này siêu đẹp luôn các bác ạ. Hôm nay do là cái số lượng nó còn ít cho nên là em sẽ share cho các bác nhà mình nha. Và em sẽ mở cho các bác nhà mình xem cái sản phẩm này nó sẽ bao gồm những cái gì nha. Rất chi là đầy đủ luôn các bác ạ. Thì đây sẽ là một con máy cắt cầm tay xài điện trực tiếp 220V đây ạ. Đây, cái mẫu máy này thì khi mà các bác chỉ cần nhận về nha, trong này nó sẽ là hàng nguyên hộp này. Hàng nguyên hộp chính hãng của Daken luôn cho em. Đây, sản phẩm này máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, dây điện rất chi là dài các bác ơi. Máy thì siêu nhỏ gọn nha. Đây, máy này sẽ xài hàng công tắc cạnh nha các bác. Hàng công tắc cạnh như thế này này, phụ kiện đi theo này. Đấy, trong này sẽ có một cái tay cầm này, một cái tay mở này. Đấy, và một cái ốp bảo vệ lưỡi như này cho các bác nha. Tức là nó sẽ có đầy đủ ba cái chi tiết phụ kiện như thế này luôn. Hôm nay thì do là cái số lượng trong kho nó còn ít nên là em sẽ sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm em sẽ bán tặng tới tất cả những các bác khách hàng quen thuộc của nhà em. Thì cái sản phẩm này lúc trước là các bác đang phải mua với mức giá 550.000 và hiện tại bây giờ trên thị trường các bác vẫn đang phải mua với mức giá 550.000. Nhưng ngày hôm nay em sẽ quyết định em bỏ ra một cái mã sản phẩm này tri ân tương tác tới tất cả các bác nhà mình với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ có 370.000 đồng. Đấy, mức giá gần như là chỉ bằng một nửa so với giá thị trường thôi. Và riêng cái con máy này nha, hôm nay bán tặng các bác là theo cái giá này là lộ mấy trăm nghìn một con luôn các bác ạ. Nhưng mà em sẽ bán tặng tới tất cả các bác để có một cái món quà gọi là tri ân tương tác tới tất cả các bác nha. Bác là vào chốt mình gọi cho em là máy mài điện của Daken loại công tắc cạnh. Đấy, những cái máy mà hàng công tắc cạnh ý, bao giờ các bác mua nó cũng đắt tiền hơn những cái hàng bình thường. Và đây nó sẽ là hàng chính hãng của Daken, là cái hàng tức là cái hàng chất lượng. Để mà một cái mã sản phẩm mà em sẽ bao xài cho tất cả anh em làm công trình chiến luôn nha. Con này sẽ có công suất là 850W này. Vòng tua của nó sẽ là 10.500 vòng trên 1 phút luôn các bác nha. Đấy, sử dụng lưỡi một tấc, lưỡi một tấc và hàng dây đồng 100% do là hàng công ty, hàng chính hãng lên nhà bác. Các bác thì mình cứ yên tâm đi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết vào đây. Đấy, quay chi tiết vào đây để cho các bác có thể thấy nhìn rõ đến cái sản phẩm này. Đây sẽ là một con máy cắt cầm tay, phải nói rằng là hàng siêu nhỏ gọn luôn các bác nha. Đấy, bác nào mà mình đang muốn tìm kiếm một con máy cắt cầm tay mà nhỏ gọn này, làm nhẹ nhàng, cầm nó không có bị mỏi tay, làm cả ngày được, thì các bác hãy nhanh tay mình zing luôn cái em này về. Đấy, chốt đơn các bác nhớ nhá, liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại ở phần tiêu đề và gọi cho em đúng tên mã sản phẩm là máy mài Daken công tắc cạnh. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, có tem chính hãng đây này các bác này, hàng chính hãng nhá, nên là các bác nhà mình cứ yên tâm thật sự luôn. Hôm nay là các bác mua được cái con máy cắt này thì nó giá nó quá là hời luôn, hàng chính hãng mà giá thật sự luôn, rẻ hơn cả máy hàng ngoài. Cho nên là các bác nhà mình mà đang quan tâm thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm khi số lượng hàng vẫn chưa hết các bác ạ. Xả kho giảm giá sập sàn cho các bác nhà mình cái lô bu lông pin của Đờ. Cái này là bu lông pin của Mazda, hàng chính hãng luôn các bác nha. Hôm nay thì em sẽ có hai màu, các bác có thể lựa chọn cho em. Đây sẽ là cái bộ màu xanh và bên này thì sẽ là cái bộ màu vàng các bác ạ. Hàng công ty, hàng chính hãng, thương hiệu chính hãng của Mazda nha các bác. Và em sẽ nhấn mạnh các bác nhà mình ngày hôm nay thì cái sản phẩm này nó sẽ có một cái mức giá bán tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được cái video này. Khi mà các bác chọn cái con màu xanh này thì nó sẽ tương ứng với cái con máy bu lông Makita 3 đèn mà các bác đang mua ngoài thị trường với mức giá 1.200.000 các bác nha. Đấy, ngoài thị trường các bác mua con Makita 3 đèn với mức giá 1.200.000, nhưng ngày hôm nay các bác chọn cho em thương hiệu chính hãng của Mazda, cái chất lượng nó như con Makita
Đấy, và cái kiểu dáng này, phụ kiện này, công dụng này như con Makita, nhưng mà mức giá nó chỉ bằng một nửa giá tiền so với con Makita. Được chưa ạ? Hàng công ty, hàng chính hãng và bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Con màu xanh này tương ứng con Makita 3 đèn các bác nhà. Còn con màu vàng này nó sẽ tương ứng với cái con máy bu lông Daiwat 3 đèn mà ngoài thị trường anh em mình mua với mức giá 1.200.000 luôn. Đó, ngày hôm nay thì anh em chọn thương hiệu chính hãng của Mazda. Anh em mình chốt nguyên bộ sản phẩm này chỉ với mức giá có 650.000 đồng thôi. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc anh em nha. Đây là con màu xanh này. Đây. Đấy, con này nó sẽ có 3 đèn LED này. Điều chỉnh sẽ là 2 cấp độ nhanh chậm cho em. Đấy, có 3 cái đèn LED ở đây nha. Đầu máy sẽ là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng. Đây ở giữa nó có lỗ lục giác này. Kiêm vít, kiêm tôn thoải mái cho em. Cái này khi mà anh em mình sử dụng để ra vào bu lông, mình sẽ lắp cái khẩu bu lông 1/2 vào đây nha. Còn bắn tôn, bắn vít thì anh em sẽ lắp những cái mũi vít, mũi tôn chân lục giác vào giữa như thế này. Hoặc là muốn khoan tường thì anh em lắp cho em những cái mũi khoan đa lăng chân lục giác. Đó, hệ nó rất chi là đa lăng, công dụng của nó rất là ok luôn. Anh em vừa ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít, thậm chí khoan tường cũng vẫn là ok. Do cái sản phẩm này nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông, cho nên nếu anh em nào mình muốn mua thân máy nhá, anh em nào muốn mua thân máy, nếu ở nhà anh em có pin rồi ấy, pin chân pin như này này, đấy, anh em có pin có sạc ở nhà rồi, mình có thể lựa chọn mua thân máy thì em sẽ bóc tách ra, đấy, em sẽ bán tặng anh em mình một cái thân máy này thì giá nó chỉ có 300.000 thôi. Đấy, nhưng mà khi anh em mình mà lấy nguyên bộ sản phẩm đầy đủ thì nó sẽ có nguyên hộp nha, có hộp đựng máy này. Và nguyên bộ sản phẩm đầy đủ khi mà nhận về anh em mình sẽ có bao gồm đây này, một thân máy này, hai quả pin. Đấy, hai cái quả pin 10 cell cho pin phổ thông như thế này nha. Pin nó sẽ là pin trâu, pin 10 cell. Thiết kế cho pin phổ thông rất là tiện lợi. Với những cái sản phẩm cho pin thông dụng như thế này, anh em mình mua về nhá, tận dụng những cái quả pin này. Lên mai mình mua thân đèn, thân quạt hay là thân những cái máy khác nó cùng chân pin về, nhưng mình vẫn cứ xài chung được. Đấy, theo nguyên bộ nó còn có một cái sạc bàn như này đi theo. Có theo một cái sạc bàn cho anh em mình. Đấy, và có này, một cái khẩu 22 đi theo này, một cái dây đeo máy đi kèm này. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Hôm nay khi mà chốt cái mã sản phẩm này, anh em gọi cho em là máy bu lông 3 đèn của Mazda, lựa chọn cho em màu xanh hoặc màu vàng. Đấy, em sẽ có hai màu, màu xanh và màu vàng như này. Anh em nào mình ưng cái màu nào mình lên đơn cái màu đó, báo màu cho nhân viên chốt đơn hộ em. Còn nếu mà anh em không chọn màu thì em sẽ gửi bất kỳ. Một, anh em nhận được màu vàng, hai là nhận được màu xanh. Hai cái màu này nha, cái chất lượng của nó không thay đổi nha, nó chỉ khác màu thôi. Cho nên là anh em cứ yên tâm, mình xài màu nào cũng đều rất là đẹp. Màu nào cũng đều rất là đẹp và xài rất chi là êm luôn thế. Đấy, đây, có đảo chiều đây nha. Máy xài êm lắm luôn anh em ạ. Hàng máy đa di năng cho anh em mình. Vừa ra vào bu lông rồi bắn tôn, bắn vít làm công trình thoải mái. Hôm nay giá rẻ, anh em mình nhanh tay nha. Cái đợt này kho của bên em mỗi một cái màu này nó sẽ còn khoảng tầm độ 3-4 thùng. Anh em nào chốt thì mình nhanh tay liên hệ trực tiếp đi ạ. Đấy, chốt đơn gọi cho em là bu lông của Mazda loại 3 đèn. Đấy, màu xanh hoặc màu vàng, đồng giá nhau cho em nhá. Nguyên bộ thì sẽ là giá 650, còn mua thân máy thôi thì giá của nó sẽ là 300.000. Đấy, đặc biệt anh em nào mà lấy nguyên bộ nha, sẽ được hỗ trợ miễn phí ship. Đặt hàng chưa cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước đâu. Đấy, anh em cứ có địa chỉ, có thông tin, địa chỉ, số điện thoại là có đơn hàng thành công. Và hàng đến nơi sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, cho nên là anh em cứ yên tâm là hàng em giới thiệu như nào, đến nơi anh em sẽ nhận y chang như vậy. Người thật việc thật nha. Đây sẽ là sản phẩm gọi là thực tế, hàng sẵn kho. Đấy, anh em đặt hàng cái là hàng chỉ sau một lốt nhạc thôi sẽ gửi tận tay anh em, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nha. Mình nhanh tay đặt hàng khi số lượng hàng vẫn chưa hết nha anh em nha.